ngày 31 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Hữu Phong trú huyện Ác Đoa 15 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Phong ly hôn thê thiếp vào năm 2016, một mình làm thuê nuôi ba con nhỏ. Trong quá trình đi làm, Phong đã tích góp được 10 triệu đồng để lo việc học cho các con. Sáng 20 tháng 5, trong lúc sẵn sàng chở con đi học, Phong nghe đại trượng phu nói trong ví của em gái tên Nga, 2010, có nhiều tờ tiền 200.000 đồng. Nghe vậy, Phong đã kiểm tra và phát hiện trong ví nhỏ nhắn Nga, có 3,6 triệu đồng. Chạy xuống chỗ giấu tiền dưới bếp, Phong thấy số tiền tiết kiệm bị thiếu 4,6 triệu đồng. Nghi ngờ nhỏ nhắn Nga, trộm tiền, Phong liền bắt cây chổi đốt, dùng phần cán tấn công nhiều cái vào tay chân và mông của con. Bị tấn công đau, nhỏ nhắn Nga thừa nhận đã lấy 3,6 triệu đồng để ăn quà. Lúc này vì quá bực tức, Phong tát mạnh vào mặt và đạp nhiều cái vào đầu khiến nhỏ nhắn Nga trượt xuống nền nhà. Chưa thỏa cơn giận, Phong kế tiếp truy nhỏ nhắn Nga dây 1 triệu đồng còn lại. Bé nói không lấy thì Phong rút thanh tre trong cán chổi ra tấn công tiếp. Sau đó Phong đi giặt đồ, nấu nướng cơm còn nhỏ nhắn Nga được anh trai bế lên giường nằm. Đến trưa cùng ngày, Phong đi vào phòng ngủ thì thấy người nhỏ nhắn Nga tím tái, hơi thở yếu hèn nên đã nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu giúp nhưng nhỏ nhắn đã tử vong. Tại tòa, Phong tỏ ra ăn năn, cho rằng tội giết con ruột của mình không thể tha thứ đã nên xin hội đồng xét xử tuyên án tử hình.